Sau đây xin được gửi đến quý vị phần đầu của hồi ký 471 của tôi, Đại đội Viện Thám C của tôi, một hồi ký của tác giả Mũ Xanh Phạm Gia Thụy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc của Nguyễn Tài. Thân tặng những người bạn khóa 4 năm 71 còn sống hay đã chết của tôi, Anh Lực, Hùng Nhí và Tân Cần. 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Đã ra Thái Bình rồi. Câu thơ này bích tiểu đoạn 3 hay ngâm nga diễn nghĩa trong trại tù Cồn Tiên, nói đó là sống tràn trình. Khóa 471 Thủ Đức chúng tôi về đại đội Viện Thám C cả thảy 6 người. Tàn cuộc chiến, đếm tới đếm lui, còn lại 4 mạng. Hóa ra vẫn còn may mắn, chỉ chết có 2, còn tới 4. Hên quá, chết chưa tới phân nửa. Đại đội Viện Thám C là đại đội quy tụ nhiều 471, không những nhất sư đoàn thủy quân lục chiến, mà chắc là còn nhất quân lực miền Nam. Vào lúc đông đủ, Viện Thám C có cả thảy 6 móng 471, Mai Mạnh Thước 352, Nguyễn Công Chiến 351, Nguyễn Quang Toản 321, Phạm Gia Thụy 321, Nguyễn Xuân Dương 352, Lê Văn Nui 341. Một thời gian còn có Lê Minh Châu 354 bên Viện Thám A qua nữa. Toản, Lộc và tôi chơi với nhau vì cùng tiểu đội trong Thủ Đức. Tiểu đội trong Thủ Đức của tôi ra trận chết nhiều. Vĩnh Lộc, Nguyễn Tôn, Phạm Thế Sim, Nguyễn Viết Việt. Nguyễn Tôn nằm giường trên, tôi giường dưới. Hai thằng hay cừ nhau vì hắn mỗi lần leo lên giường là nhảy ầm ầm. Thiếu úy Tốt, sĩ quan cán bộ trung đội trưởng, khuôn mặt khắc khổ. Trung úy Quang, đại đội trưởng hay cười cười. Trung úy Tốt có vẻ hiền hiền, tuy đã một lần nhốt tôi trong quân cảnh 301. Thiếu úy Đức luôn ăn mặc láng cón giống dân chơi. Trong trường, tôi và Đặng Mậu Lộc mang máy truyền tin cho tiểu đoàn đi theo đại úy Phú, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 3, sinh viên sĩ quan. Dạo tiểu đoàn ứng chiến Sài Gòn, bộ chỉ huy tiểu đoàn đóng trong sở thú, ngay sau lưng viện bảo tàng. Đại úy Phú thỉnh thoảng ghé về nhà bà mẹ ở đường Trương Minh Giảng ăn cơm. Lần gặp lại nhân dịp ông sang đây làm chủ hôn cho cô cháu, rồi hôm gặp ở hội ngộ 2 của khóa 4 năm 71. Xem ông vẫn còn nhanh nhẹn, mới gần đây lại được tin ông không được khỏe. Xin chúc niên trưởng khỏe mạnh. Đi đâu, đại úy Phú cũng phải mang máy theo. Đặng Mậu Lộc và tôi cũng theo ông qua cánh phó của đại úy Kim, tiểu đoàn phó đặt bên Tân Bình. Đại đội 32 đóng chung với bộ chỉ huy tiểu đoàn trong sở thú, nên tụi tôi tha hồ lê la tán tỉnh mấy em Trưng Vương. Không biết kết quả gặt hái được bao nhiêu mối tình. Đặng Mậu Lộc cuối cùng cũng lấy được cái cử nhân để cho con cháu thấy như hắn nói. Toản về quê nối tiếp nghề của ông già, ôm tay lái xe tải. Tôi về đơn vị, mặc bộ đồ rằn ri mới toanh, ông chú họ mới tặng, mà trong lòng bình thản như đi dạo. Sau khóa học viện thám ngoài Dục Mỹ, Nha Trang, điếc không sợ súng. Về cùng đại đội với tôi là Toản và Nui, nhưng hai thằng ông nội đó vẫn còn nhẫn nhơ đâu đó trong Sài Gòn. Mặc cho ngoài này y xèo bom đạn, có mắc mớ gì tụi nó đâu. Vĩnh Lộc thì về đại đội A, Toản, Nui và tôi thì về đại đội C. Bọn tôi ba đứa, Toản, Lộc, Thùy, điếc không sợ súng, cùng chung tiểu đội, trung đội, trong Thủ Đức rủ nhau về bốn chữ và cùng về viện thám. Ngày chọn viện thám, Lộc nói, tụi mình đi ba đứa, bây giờ tao và thằng Toản về viện thám rồi, còn thằng Thùy, mày đi đâu nữa cho lôi thôi. Nghe bùi tai, lại ham vui, nên tôi theo tụi nó luôn một thể. 14 thằng khóa 4 năm 71 về viện thám,
10 đứa được cho đi học khóa viện thám ở trường biệt động quân tại Dục Mỹ, Nha Trang. Được đi là vì ngoài Quảng Trị đang đánh đấm tưng bừng ngoài đó, mà tụi này lại được cho đi học còn gì hơn. Ra tới Nha Trang thì toản như được trúng số, vì gặp ông già nó đang chạy xe bồn chở xăng tuyến Đà Lạt Nha Trang. Nó là thằng đầu đảng, hay bày ra đủ thứ trò phá phách. Bà già toản cũng theo chồng từ Đà Lạt xuống Nha Trang, mướn một căn nhà nhỏ ở đường Thái Nguyên, khúc giữa ga xe lửa Nha Trang và nhà thờ núi, để ở và để tiện việc chăm sóc chồng. Toản bỗng nhiên trở nên tư bản. Lê Văn Nuôi 341 mồ côi, đất khách quê người, vả quá nên nhập bọn với tôi và Vĩnh Lộc thành ba thằng mồ côi. Ba thằng mồ côi hợp với một thằng tư bản thành bộ tứ Lê La. Khuôn viên khu biệt thự này khá rộng. Căn nhà nhỏ mà mẹ của Toản thuê nằm song song với mặt đường quay lưng ra đường rầy xe lửa. Nhà nằm ở phía sau, chắc là dành cho gia nhân. Phía trước là căn biệt thự lớn xây từ thời Pháp. Bộ tứ tụi tôi tỉnh queo chiếm cứ hiên nhà ngôi biệt thự phía trước làm đại bản doanh. Chẳng cần biết ai là chủ, ba lô quần áo súng đạn vứt ngổn ngang. Mà phải nói, dân tình ở đây hiền khô, chẳng ma nào thèm bén mảng tới hay dòm ngó chi. Tắm rửa vệ sinh thì ra phía sau, nơi căn nhà mẹ của Toản đã thuê. Cơm nước tới giờ bà gọi om sòm, cả bọn chỉ việc xách bụng chạy qua ăn. Thiệt tình, mẹ của Toản nấu ăn ngon. Tôi vẫn tự hỏi tại sao bà không mở một quán ăn để kiếm thêm thu nhập. Khóa học viễn thám chưa khai giảng, nằm không mãi cũng chán. Bốn thằng tụi tôi lê la mò mẫm khắp ngang cùng ngõ hẻm Nha Trang. Ngày đi chơi, đêm về khách sạn Hàng Hiên tá túc. Lê Văn Nuôi tuy nhỏ con, đen đen, nhưng lại có ngón đàn rất hay và tài phóng giao chuyên nghiệp. Tối nào sau khi làm vài chai sương sương, hắn cũng trổ ngón nghề phóng giao bằng cả hai tay vào mấy cây chuối ở góc sân và chơi bản ruột như cánh vạc bay với bản gì đó có câu, rồi từ đó anh yêu Trang. Vì hắn mết cô Trang nào đó trong Sài Gòn. Đây là thời gian hạnh phúc nhất đời lính của bốn thằng tụi tôi, chỉ ăn, ngủ và đi chơi mệt xỉu. Từ Nha Trang về Dục Mỹ thời đó phải đi hai chặng xe. Bắt xe đò Nha Trang tới ngã ba Ninh Hòa, rồi đón xe lam Ninh Hòa vào Dục Mỹ. Có hôm mãi nhậu, về tới Ninh Hòa thì đã chiều tối, hết xe về Dục Mỹ vì đường đi không an ninh dù chỉ có 15 cây số. Bí quá, tôi đành chui đại với nhà thờ Ninh Hòa, xin linh mục chánh xứ ngủ qua đêm. Ông dẫn tôi qua nhà thờ chỉ vào mấy băng ghế gỗ. Thủ trái M67 trong túi quần, tôi làm một giấc tới sáng, tỉnh bơ. Thời gian đó, trường biệt động quân hay bị pháo kích. Vì những khẩu 122 ly đặt trong dãy núi xanh đường đi đèo Phượng Hoàng. Trường cắm trại liên miên, tụi tôi gặp lại đám thằng Lê Ngọc Chới 321 đang nhẫn nhơ bên trường pháo binh. Gặp bạn thì mừng lắm, nhưng cũng cóc ra ngoài làm được một ly vì lệnh cấm trại. Tụi nó quần áo ủi hồ thẳng băng, chẳng bù cho đám viện thám tụi tôi, hễ ra khỏi phòng là trung úy Tranh, sĩ quan hướng dẫn bắt chạy. Có hôm chắc bị vợ cằn nhằn hay sao, mà ông bắt cả khóa chạy từ trường tới tận đài tuột núi ở núi Đeo, chắc hơn 5 cây số. Mới vài tuần trong trường, tôi đã thấy tài của Toản. Chả biết ma mảnh cách nào mà hắn cũng lần mò được ra ngoài, đóng đô ở quán cơm của ông thường sĩ già bên cạnh cầu Suối Reo. Lý do là vì ông ta có cô con gái tuy ốm tâm teo, nhưng được cái lại mê mệt chàng Toản nhà ta, và nhất là chịu cho ký sổ. Khóa 41 viện thám ngày đi học, tối đến chia toán ra đi kích tận mãi những tiền đồn, có khi xa hàng chục cây số. Dù cực nhọc nhưng vẫn còn hơn các anh em đang từng ngày đổ máu ngoài đơn vị.
thấm thoát rồi cũng đến ngày màn khóa. Chiếc C-130 đáp xuống Phú Bài thì trời vừa sầm tối. Chuyến bay có tôi và Đoàn Ngọc Quý cùng trung đội 321. Nhưng Quý về đại đội B Viện Thám, còn tôi về C. Mùi chiến tranh bao trùm thành phố Huế. Jeep, GMC nhiều hơn xe dân sự trên đường phố. Những đám mây đen đe dọa trên bầu trời u ám với nhiều cơn gió mạnh. Hậu trạm các tiểu đoàn đóng trong thành nội. Đây đó nhếch nhác vài chiếc bông xô, che bếp nấu ăn, gió lốc bần bật. Có 2-3 khẩu 105 ly dương nòng chờ sẵn, cần câu khắp nơi. Hậu trạm đại đội C đóng trong đài nội ở dãy nhà to mái cong, nhưng trời đã tối, chẳng biết là cung điện gì. Thượng sĩ Thảo hậu trạm và tám tàng tài xế đón tôi, nói giận giận: "Ông hên ghê, sáng mai trúng kỳ tiếp tế nhân tiện đưa ông ra hành quân luôn." Dăng chiếc võng giữa hai cây cột lớn nằm rất êm, nhắm mắt nhưng tôi không ngủ được, bụng cồn cào tuy mới chơi tô bún bò. Tại là chỗ hay quá lo lắng, mới lim dim thì nghe loáng thoáng tiếng tám tàng nói với ai đó: "Ông sĩ quan này mới về." Và ánh đèn pin chiếu vào mặt: "Trễ quá trời." Tôi nhổm ngay dậy, dướng mắt nhìn lên. Tám tàng đứng bên cạnh một ông thần trông rất bùi đời, tay cầm đèn pin, nhưng ngó chừng cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi. Thấy tôi dậy, anh cười cười: "Mới về hả?" Tám tàng nói thêm: "Thiếu úy, đây là thiếu úy Tình đó." Huynh trưởng Phạm Văn Tình, giờ ở Nam Cali, chính là người lính Trần Thứ Thiệt đầu tiên của đại đội Viện Thám C mà tôi đã gặp. Bữa ăn sáng trước cửa bưu điện Huế, thượng sĩ Thảo trả tiền. Tám tàng no bụng hăng tiết chạy chiếc jeep lùng một lèo từ Huế ra hành quân sau khi ghé sạp Cô Thìn chợ Đông Ba, chất lên xe đủ thứ hành tiêu ớt tỏi. Tháng 9 năm 1972, đại đội C đóng tại vùng Hải Thượng, Hải Lăng, cách bộ chỉ huy lữ đoàn 369 khoảng 5 cây số về hướng Bắc. Từ đại đội băng qua quốc lộ 1 cũ chừng 500 mét là một pháo đội 105 ly của Trung úy Bá, Lê Văn Nui 341, chết vào tháng 11 năm 1972 ở Nại Cửu, An Tiêm, đường qua chợ Sải, trong lúc bộ chỉ huy đại đội đóng tại Hải Thượng. Toán của tôi có 6 ngoe, thuộc loại lộn xộn: trung sĩ hổ toán phó, tướng chắc nịch, to con, thâm niên lính; bình nhất khải lanh lẹ mang máy; hiền bầm trợn đen đúa ba sắc lính; hồng voi thấp lì lợm mang M79, hai đầu gối có xăm hình con voi; cường mập hay muốn làm đại ca gây gỗ; tân cận trắng hiền tướng thư sinh với cặp mắt kiến. Có 6 ngoe mà tụi nó gây gỗ cãi nhau tùm lum, thiếu điều ính lộn vì toàn là những chuyện không đâu. Những ngày đầu tiên toán của tôi được công tác cùng không xa đại đội. Năm nay trời lụt lớn, chuột, rắn, ếch, nhái chạy lên trú lúc nhúc đầy nhóc trên những mô đất cao. Cường mập tìm được đâu ra chiếc ghe cũ, cùng hiền đen và hồng voi chèo tới mấy mô đất xách xào tha hồ đập. Chỉ hơn một giờ đồng hồ là được cả ghe chuột rắn. Hóa ra Tân Cần cũng biết nấu ăn. Hắn nấu nhiều món lạ mà cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết là món gì. Lần lượt rồi mấy thằng ông nội trời ơi của tôi cũng lần lượt ra đơn vị: Toản, Nui, Dương, Chiến. Đại đội quân số đông nên lúc nào cũng có hai toán vừa làm trừ bị vừa an ninh đại đội được nghỉ. Nằm gần pháo đội 155 ly của Trung úy Bá, tuy được ăn ké đạn pháo kích nhưng cũng thích, vì pháo đội có một câu lạc bộ hẳn hòi mà chủ nhân không ai khác hơn là chị Phượng, vợ Trung úy Bá. Chị Phượng người Nam, ăn nói ngọt ngào, đúng là hoa lạc giữa rừng gươm.
nên tụi tôi cũng chẳng bao giờ thắc mắc tại sao mà chị lại có mặt ở đây. Câu lạc bộ của pháo đội là một căn chòi tranh bên lề đường. Trong vỏn vẹn chỉ có một bộ bàn ghế duy nhất được đóng bằng gỗ thông loại vỏ thùng đạn pháo binh, cộng thêm hai chiếc vỏ đựng đạn 155 ly để dưới đất dùng làm ghế ngồi. Thế mà hầu như lúc nào cũng có khách. Không lính của mấy tiểu đoàn gần đó ra mua tạm bao thuốc, thì cũng vài anh chàng ở đại đội C của tôi đang được dưỡng quân ở đại đội chán cơm sấy, tấp vô làm tô mì. Xe pháo đội vài ngày lại ra Huế, nên các món nhu yếu phẩm như thuốc lá, mì gói, rượu, cà phê, chị Phượng đều có. Tô mì gói của chị bao giờ cũng có thêm nửa hộp thịt gà, hai lá cải bắp to và đầy đủ hành ngò tiêu tỏi. Mọi món đều vui vẻ, nếu không kể món chán nhất là câu lạc bộ của chị không chịu cho ký sổ. Tháng 10 năm 72, tôi lãnh tờ không ảnh Quảng Trị tỷ lệ 1/50.000 và được lệnh lên đường qua sông Thạch Hãn thu lượm tin tức về tình hình địch. Vùng hoạt động của toán từ bên phải cầu Thạch Hãn đến đoạn chỗ sân vận động ngó sang. Ý định của lữ đoàn 369 là tấn công chiếm lại phần còn lại bên kia bờ bắc sông Thạch Hãn của tỉnh Quảng Trị. Chiều mùa đông Quảng Trị gió lạnh, chiếc GMC quăng toán tôi xuống ven thành phố. Đại úy Lực, đại đội trưởng im lặng theo bảy thằng tụi tôi lội qua đống bê tông vô nằm trong một ngôi nhà phố đổ nát gần sân vận động chờ trời tối. Tụi tôi lôi lương khô ra nhá cho nhẹ bớt vì cũng chẳng có gì hơn. Mùi hơi nước dưới sông bay lên ẩm lạnh tanh tanh. Đêm mùa đông xuống nhanh, không còn thấy cây cầu Thạch Hãn nằm gục phía bên trái nữa. Toán tôi mò xuống con đường sát bờ sông, rất bài bản. Rút vào nằm chung với huynh trưởng Huyền Già dưới một căn nhà lầu 2 tầng đã sụp hoàn toàn, chỉ còn lại tấm sàn bê tông với một lớp gạch cát dày cầu 2 thước phía trên, vô tình tạo nên một căn hầm thật lý tưởng. Đại úy Lực vẫn theo sát toán. 3 giờ khuya, ngoài trời đã bớt gió nhưng vẫn lạnh buốt. Đêm không trăng, tối mù khó thấy mặt nhau. Nhảy dù bên cánh trái cũng đã được liên lạc, nên không một ánh hỏa châu, chỉ có tiếng pháo binh bắn quấy rối cầm chừng như thường lệ. Bên trái xuồng là Hiền Đen, Hồng Voi, Hổ Toán Phó, Cường Mập. Bên phải có Tân Cần, tôi, Khải Máy. Bọn tôi chỉ bỏ súng đạn, ba lô, máy truyền tin vào khoang, mặc nguyên quần áo khiêng xuồng lội xuống sông. Cũng may, nước sông tuy lạnh nhưng trời ít gió. Nước chảy chậm nên khi tới bờ bên kia, Toán bị giạt xuống phía nam không xa. Kiểm lại người, không thấy Cường Mập. Chẳng lẽ hắn bị nước cuốn trôi, nước chảy chậm mà. Bọn tôi tấp vào, trúng một bãi sình sùm sụp, khó chịu. Nước chỉ tới ngang bắp chân. Dù di chuyển cẩn thận, nhưng mỗi lần nhấc chân lên đều nghe tiếng ót ót. Vì sình lầy nhiều quá, mới đi được chừng 10 thước, bỗng ùn, oàng. Rồi nguyên tràng AK chắc chúa vãi xuống. Bọn tôi vừa kéo xuồng giạt lui, vừa tấp vào bờ. Hết khúc sình lầy thì bờ sông trở thành thẳng đứng. Có lui nữa cũng vậy thôi, nên tôi ra lệnh nép vào bờ nghe ngóng. Sau trận chiến vài tháng trước với tiểu đoàn 6, địch đã rút kinh nghiệm nên kéo những tiền đồn ra rải dọc sát bờ sông. Bọn địch tiếp tục báo động dây chuyền cho nhau bằng cách thảy bê ta xuống sông và bắn dồn khắp tuyến bờ sông. Đạn AK, bê ta vải hú họa tứ tung. Sao bọn chúng lắm đạn thế? Tôi miệng khô rang đắng nghét. Lần đầu tiên trong cuộc đời nghênh ngang điếc không sợ súng, tôi mới biết thế nào là sợ. Cái sợ như con rắn trơn trật lạnh buốt luồn từ sống lưng ra trước bụng, chạy lên cổ. Bài học viễn thám mới học trong trường không áp dụng được, vì con đường thoát hiểm đào tẩu là con sông to rộng, nước lạnh ngắt sau lưng. Khúc sông bờ thẳng đứng chỗ này đã cứu chúng tôi một bàn thua trông thấy.
bê ta thảy qua đầu, rơi xuống nổ tung dưới nước. Bọn VC chỉ nằm tại chỗ vải đạn bắn ra. Đêm hôm chẳng có thằng nào ngu mò ra tận mé nước. Tới nước này thì đành gọi phe ta cứu bộ vậy. Có đến mấy pháo đội bắn chần liên tục. Xoẹt, đùng, xoẹt, đùng. Đạn chỉ rơi cách mép bờ chừng 50 mét. Tổ mẹ nó. Bây giờ thì lại sợ mấy cậu pháo binh, lỡ tay thiếu chút thuốc bồi thì bỏ mẹ thằng em. Đại úy Lực liên tiếp gọi. Ông sao rồi? Ở chỗ nào? Hổ toán phó thì thào. Sao thiếu úy? Giờ tính sao? Cây cầu thạch hãn đã lờ mờ hiện ra, trời đã hửng sáng. Trong lúc nguy cấp, người ta hay có sáng kiến. Tôi cũng vậy, trời vẫn còn lặng gió. Cảm ơn những người bạn pháo binh về bức màn khói tạo ra bên bờ bắc sông Thạch Hãn vào buổi sáng mùa đông năm nào đã cứu mạng toán viện thám tụi tôi. Bức màn khói dưới sông chưa tan hết, đại úy Lực vẫn đón tôi ở chỗ cũ. Ông trao tôi ly cà phê nóng hổi nhưng chua lè. Mày về lại được là tao mừng rồi. Cường Mập đang trú với trung đội huynh trưởng Huyền Già. Hắn khiêng xuồng xuống sông xong, mới ra sông được chút xíu sợ quá quay trở lại bờ. Lạnh quá, tôi cũng chẳng buồn đá cho hắn vài cái. Toán tôi về lại, ướt nhẹp lụp xụp bước lên bờ khi trời đã sáng hẳn.